Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề ha. Hôm nay bán mấy cái này là bán combo anh em. Mỗi combo gì đó là 300 có, 320 có ha. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship ha. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào chuyển khoản đủ thì sẽ bao ship. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Đầu tiên, cái combo mã số 1 nè. Cái giá là 300 ngàn anh em. Cái mỗi lết xay 300ml nè. Găng ngàm đồ đẹp nha anh em. Rồi cái đầu búa gò ha. Cây chìa khóa 17-14. Cây ngoài dây chì. Cây mũi đục dẹp ha. Cây đầu điếu 17 nè. Rồi bộ tôi vít nè. Cây vít này ngộ nè ha. Nó 4 cây vít, cây chũa sắt. Cây kéo ha. Kéo này cán nó hơi nứt ở trong đây nha anh em. Rồi mã số 1 300. Combo số 1 300. Combo số 2 là 300 1 2 3 4 5 6 7 8 3 320.000 nha anh em. Combo số 2 320. Cây mỏ lết này không là 150.000 nha. KTC nè ha. 250ml anh em, đẹp ha, màn hình nè. Không có gơ lắc nha. Rồi cây kìm cắt cộng lực MCC nè, cây này 100k. Đó, MCC ha. Đây dài 21 nè. Cây búa nè. Daiso ha, đóng nhổ đinh nha anh em. Cầm vừa tay lắm. Rồi cây kìm, cây này họ khoan một lỗ để tuốt dây nha anh em, của Fujiya ha. Cây xà cày 10 inch. Đẹp ha. Cây vít hồ lô nè. Đẹp, hai cây hồ lô nha anh em. Rồi mã combo số 2 320 nha anh em. Tiếp theo combo số 3 nè. Combo số 3 này 300k thôi. Đó, combo số 3 300. Nè, cây xúc này hầu ha. Rồi cây kìm nhọn, cây kìm cắt. Nhọn cắt. Rồi cây này của em gì nè, Black gì nè ha. Nó có cái dấu vít nè. Ngoại hình ha, kìm xây 20 luôn. Rồi cặp vít, cây cộng, cây trừ, cây hầu lô ha, khâu đồng luôn. Cây trừ nữa nè. Rồi hai cái đầu búa ha. Cây đầu búa đóng nhổ đinh nè. Rồi cái búa này mới nè. Thấy ít sử dụng mà. Rồi combo số 3 300k ha. Anh em nào mua thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề anh em.